Chính phủ Philippines yêu cầu tạm dừng các lớp học trực tiếp tại các trường công trong ngày 29 tháng 4 và 30 tháng 4 trong bối cảnh nhiệt độ tăng kỷ lục ở thủ đô Manila vào cuối tuần. Thủ đô Manila của Philippines đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, nhiệt độ vùng đô thị Manila đã tăng vọt lên 38,8 độ C với chỉ số nhiệt lên tới 45 độ C. Con số này đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 38,6 độ C, ghi nhận được vào tháng 5 năm 1915. Theo dự báo của cơ quan thời tiết, chỉ số nhiệt được dự báo sẽ đạt tới 46 độ C trong ngày hôm nay 29 tháng 4. Tại Philippines, các tháng 3, tháng 4 và tháng 5 thường là thời điểm nóng nhất và khô nhất trong năm, nhưng điều kiện thời tiết năm nay càng trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết Enino. Nắng nóng gay gắt trong tháng này cũng đã buộc các nhà máy điện phải đóng cửa, khiến cả nước có nguy cơ mất điện và buộc chính phủ phải kêu gọi người dân giảm tiêu dùng.